luôn hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ bạn bè, Trấn Thành bật khóc mỗi khi bị nghỉ chơi, học trò Cương hầu như chẳng qua lại. Anh Xịn giống như một cái người mà đưa đòi, lúc nào cũng đưa người ta tới bờ, xong người ta quẩy tay, người ta chào với anh đi luôn cái gì đó. Trấn Thành là nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Việt khi đạt được nhiều thành công ở đa dạng lĩnh vực. Ngoài ra, anh cũng nổi tiếng khi sở hữu những nhóm bạn toàn là người nổi tiếng. Tuy nhiên, Khả Như khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ về con người thật của nam MC, cũng như gốc khuất đằng sau tình bạn của đàn anh. Theo đó, nữ diễn viên cho biết ông xã Harry Won luôn chơi với bạn bè hết lòng, nhưng kết quả nhận lại không phải bao giờ cũng như ý. Cô khẳng định là người đã đồng hành với đàn anh nhiều năm, chứng kiến anh giúp đỡ nhiều người, nhưng cuối cùng lại bị người ta vẫy tay chào đi luôn. Mỗi lần bị một người bạn nghỉ chơi, Trấn Thành đều có chung phản ứng là khóc. Với đó, nữ diễn viên cũng gửi đến đàn anh lời chúc ý nghĩa, thiết thực. Khả Như nhắn nhủ, em được ở bên cạnh anh Xịn và đồng hành bên anh cũng rất nhiều năm rồi. Điều mà em nhận ra là anh Xịn cứ như người đưa đò vậy, lúc nào anh cũng đưa người ta đến bờ. Xong rồi cái người ta vẫy tay chào đi luôn. Nữ diễn viên chúc cho chiếc thuyền của nam MC sẽ luôn có những người bạn đồng hành. Chiếc thuyền đó sẽ càng ngày càng đông để có thể cho anh thật nhiều cảm xúc. Tại vì khi cứ mất đi một người bạn là khóc, nên cô hy vọng là những người bên cạnh sẽ luôn thật lòng và thương anh. Trước những chia sẻ của Khả Như, Trấn Thành đã gật đầu bày tỏ sự đồng tình. Thực tế bên cạnh những nhóm bạn đình đám, anh còn nổi tiếng là người luôn hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ bạn bè trong các hoạt động nghệ thuật. Anh nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi để em gái Uyển Ân đóng chính và mời những người bạn thân thiết như Khả Như, Lê Giang, Lê Dư Bảo Lâm góp mặt trong bộ phim Nhà Bà Nữ. Trước tranh cãi trên mạng xã hội, anh thẳng thắn cho biết: "Tôi biết có rất nhiều người ngoài kia hợp vai, nhưng như tôi đã nói rồi, có nhiều người cứ đi từ thiện ở đâu không, trong khi dòng họ cô bác khổ không ai giúp hết. Trong khi tôi thấy những người hợp với mình, họ hoàn toàn có tài năng, diễn rất giỏi, có sức ảnh hưởng, tại sao không mời họ?" Chia sẻ của Khả Như bất ngờ gây chú ý trở lại khi nam MC liên tục bị đặt nghi vấn về các mối quan hệ bạn bè, thầy trò. Di Khương, thí sinh đội Trấn Thành trong chương trình Đấu Trường Tiếu Lâm, tuy đạt quán quân nhưng sau đó lại vắng bóng nhiều năm, mang danh trò cưng của thầy nhưng hầu như anh không qua lại với nam nghệ sĩ. Bên cạnh đó, hội bạn thân Cờ Cá Ngựa nổi danh ngày ấy của Trấn Thành gồm 4 người nhưng giờ đây chỉ có Ali Hoàng Dương xuất hiện. Trúc Nhân, Quang Trung hiếm khi có mặt trong khung hình chung giữa nam MC cùng hội bạn, không có mặt ở ngay cả tiệc sinh nhật của đàn anh. Dù rằng buổi gặp gỡ thân thiết này hội tụ rất nhiều gương mặt gắn bó với đạo diễn Nhà Bà Nữ. Điều đáng chú ý là trong ngày sinh nhật của Trấn Thành, rất nhiều gương mặt nổi tiếng để góp mặt chúc mừng nam nghệ sĩ, nhưng Trúc Nhân lại vắng mặt. Giọng ca thật bất ngờ cũng không có động thái tặng quà hay chúc mừng đàn anh trên trang cá nhân. Ngoài ra, nam ca sĩ còn không có mặt trong các buổi tụ họp cùng hội bạn thân để đi ăn tối hoặc xem phim. Vậy mà Trúc Nhân vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh gặp gỡ ca sĩ Thu Minh, đi du lịch một mình hay chỉ thư giãn tại nhà. Chính vì vậy, khán giả bắt đầu đặt nghi vấn về tình bạn giữa nam ca sĩ và đàn anh, thậm chí còn đồn đoán Trúc Nhân đã không còn chơi chung cùng nhóm bạn này. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng anh không thể đến chung vui vì có lẽ vướng nhiều lịch chạy show. Trước đó, nhóm bạn thân bao gồm Trấn Thành, Ali Hoàng Dương, Trúc Nhân, Quang Trung được công chúng đặc biệt chú ý vì độ lầy lội và hài hước, trở nên thân thiết và tuyên bố thành lập hội bạn thân Cờ Cá Ngựa từ năm 2020. Các thành viên của nhóm luôn có sự đồng điệu với nhau về phong cách trong mỗi lần xuất hiện và rất chịu khó tương tác để tấu hài mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, nhóm Cờ Cá Ngựa còn thường xuyên đi du lịch, ăn uống cùng nhau rất hòa thuận và vui vẻ. Khi được hỏi về cách giữ hòa khí trong một nhóm bạn toàn những người nổi tiếng, Ali Hoàng Dương cho biết giữa các thành viên có một quy tắc ngầm chính là không bao giờ lấy điểm xấu của bạn để mua vui cho người khác. Ngoài việc bị khán giả đặt nghi vấn chuyện bạn bè thân hiếm khi xuất hiện cùng, chính Trấn Thành cũng từng phải bày trò để xóa tan tin đồn cạch mặt giữa các thành viên chung nhóm. Đầu năm 2022, ông xã Harry Won còn dàn cảnh ba mặt một lời giữa mình cùng Ali Hoàng Dương, anh Đức trước tin hai người bạn mâu thuẫn. Được biết Trấn Thành vướng nghi vấn nghỉ chơi với người bạn thân thiết Trúc Nhân, nguyên do bởi học trò Thu Minh thường xuyên vắng mặt trong các hoạt động của đàn anh, khiến khán giả đặt ra nghi vấn. Mặc dù vậy, nhiều người cũng cho rằng vì nam ca sĩ bận rộn với lịch trình nên không thể tụ tập thường xuyên với hội bạn.